Nghe nói con có vợ thì mình run dữ lắm. Lúc đó mới về nhà mà thấy cái nhà mà nó cứ dột nát hết trơn à. Thì con thấy mẹ ở cái nhà như vậy có vui. Ảnh mà hay ăn hiếp con á là con mét mẹ. Bên dâu la ca dữ. La thì dặn cũng đi chứ đâu dám nói gì mình, tại mình là mẹ mà. Xin cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Với cô Lê Lộc. Dạ, con chào cô. Em là Nguyễn Thị Linh, 55 tuổi, đến từ Tây Ninh. Tên Linh luôn hả? Tên Linh luôn. Đây là dâu. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào bạn Lê Lộc. Dạ, chào chị. Con làm ở bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, khoa sản. À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30 tuổi. À 30 tuổi mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi chị? Dạ 7 năm. Ôi 7 năm rồi. Chắc mình có em bé rồi hả? Dạ có rồi chị. Mấy đứa rồi? 7 đứa. Hai đứa chị. À. Ngày xưa dưới quê á ta gọi là 51 á. Dạ. Cứ 5 đứa thậm chí 52 đứa. Có người 53 đứa luôn. 7 năm đôi khi 15 đứa. Trời ơi. Có mà. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á thì cô cảm nhận như thế nào? Rất thích, nhưng mà thích cái tư cách là bạn của trai mình thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà vài tháng á thì trai mình nói là mẹ ơi con cưới vợ. Rồi mình mới hỏi trai vậy chứ rồi con cưới đứa nào? Tại vì bạn học mà bạn gái bạn trai về đông lắm mình đâu biết đứa nào. Đó. Dạ. Yeah. Thì trai mới dắt dâu về nói dạ đây là bạn gái con. Đó thì lúc đầu tiên mình hồi hộp mà lo sợ. Tại vì nhà gia đình mình rất khổ. Nó mình đang làm mướn mà hả? Nếu mà nghe nói con có vợ thì mình run dữ lắm. Dạ, mình hồi hộp mình run nói không biết để có cái phương tiện nào để cưới vợ cho con. Suy nghĩ rồi từ từ nó sẽ bớt đi. Mình mới chẩn đốn cái tinh thần mình lại. Để mình lo cưới vợ cho con mình. Thì cưới dâu về nói chung là thấy cũng thương. Sinh viên mới ra trường nó hiền dữ lắm. Giờ cũng thấy hiền khô mà nó thiệt tình nữa, nó thiệt tình tới bây giờ cũng vẫn còn thiệt tình nữa đó. À, thương dữ lắm đúng là nhìn mặt nó thiệt tình hiền. Dạ. Còn không biết chị thì sao? Dạ lúc đó mới về nhà mà thấy cái nhà mà nhà thiết á, mà cũng không gọi là cái nhà thiết nữa, mà nó cứ dột nát hết trơn à. Thấy nhà thiết là nhà sao? Dạ nhà thiết có nghĩa là nhà mà lập thiết á chú. Lập tôn mấy tôn mấy tôn mà nó hư hỏng á. Mà cứ lủng lỗ lủng hang vậy đó. Thì con thấy mẹ ở cái nhà như vậy có hư. Rồi con biết rằng về đó sẽ khổ không? Dạ biết. Nhưng mà tại sao con lại chấp nhận điều đó về làm dâu của mẹ? Con á thì con không nghĩ nếu mà lấy nhà giàu á thì thí dụ mà người ta về á, người ta đưa tiền cho mình cũng quét nhà lau nhà, vậy mình cũng đâu có thể nào mà sung sướng đâu. Còn trong khi đó mình lấy tuy nghèo thiệt nhưng mà mình cố gắng làm ăn mà thương yêu nhau nữa là được hết. Dạ. Yeah. Con nghĩ vậy đó. Rồi cái ngày mà cưới về có khó khăn lắm không cô? Thì nói chung cưới về thì khó khăn rồi đó. Thì hồi đó mới cưới về thì sinh viên mới ra trường chưa có chuyện làm. Dạ. Yeah. Lần lần vài tháng thì có chuyện làm thì từ từ gia đình mình mới ổn định lại. Dạ. Yeah. Nhưng mà con dâu làm dâu có tốt không? Khờ mà với hiền nó tốt lắm. Mình thấy dâu mình vậy là mình thương. Nên trong việc nhà mình quán xuyến hết. Là dâu chỉ đi làm về là nghỉ với ngủ lo cho con thôi. Rồi nấu nướng trong nhà là mẹ lo hết luôn hả chị? Dạ mẹ lo hết luôn. Em không có làm gì hết à. Cha vậy tính ra cũng đâu khổ đâu ha. Mẹ với chồng làm hết. May quá. Coi như là về không phải làm gì hết ha. Chứ mấy cô dâu về sợ về nhà chồng á. Dạ. Làm đủ thứ, thức khuya về sớm làm tùm lum la rồi còn bị la nữa. Con giờ là may rồi đó ha. Dạ. Chị thấy mình với mẹ hợp nhau nhất điểm gì? Ví dụ hai mẹ con mà bút buồn cái lên xe quốc chạy đi chơi. Mà đi gần hay đi xa? Tùy theo. Thì buồn ít thì đi xa gần, buồn nhiều đi xa. Đúng không? Đúng không? Bác anh chị ở gần á. À. Lên xe cái mẹ con đi. Coi như hai mẹ chồng nàng dâu giống như những người bạn với nhau ha. Tại vì mình á không có con gái. Mình có hai đứa con trai. Dâu á là mình nghĩ với con gái của mình nên buồn vui ở trong mình, ở trong lương tâm mình là cứ tâm sự với dâu.
chỉ có hai mẹ con tâm sự nhau, chứ không lẽ mình đi tâm sự con trai. Đúng rồi. Nó thành thử tâm sự với dâu. Để sớm á, người ta hay nói vậy nè, bà Chính Linh có con dâu mà con dâu không có làm dâu cho bà Chính Linh, mà bà Chính Linh làm dâu lại cho con dâu. Thôi thôi. Thật quá. Thế sao? Mẹ nói thì tôi lo cho con dâu tôi, thì sau này tôi về già thì con dâu tôi lo lại cho tôi. Cái con nói đúng rồi, mẹ nói chính xác luôn. Quá đúng. Dạ. Nếu mình lo cho một ai đó, chắc chắn sau này họ sẽ lo ngược lại cho mình. Nó giống như một tấm gương phản chiếu thôi. Giống như ở đây mà Lê Lộc lo cho chú Linh nào thì muốn chú Linh lo lại, còn không lo thì muốn chú Linh không lo luôn. Điều này có gì ăn đúng không? Dạ có chứ. À gửi cuốn nha. Nước học ẻ, nước cao không hả? Dạ. Con bao giờ thấy mẹ con dữ dội không? Có. Mẹ con á, nhìn con thấy á, thì hiền lắm, nhưng mà đối với người ngoài á là mẹ con dữ lắm á. Thôi. Tại vì á, đó, con đi cái người ta nói ơi nghèo mà đặt đẻ nhiều, là con có mắc bầu đứa ngay á. Con không nói gì hết, con về con nói mẹ con nghe thôi. Mẹ con điện thoại cho người ta, mẹ con lạ quá trời lạ luôn. Mẹ kể tôi chứ, mẹ là chuyện của tôi chứ. Dạ. Đúng không? Con nói là mẹ con nói nghèo chứ đâu phải ăn hết của mấy người đâu mà. Trời đất ơi, nói. Đúng rồi. Trời ơi, mà cái người đó là quen hay lạ chị? Quen mới gọi điện chứ. Quen. Ừ, chứ không quen cho gọi điện. Người đó bạn của mình á. Bạn cũng dữ luôn. Bạn cũng dữ lắm. Tại đụng tới con dâu mình đúng không? Dạ. Thôi bà mẹ chồng đúng thương con dâu quá trời của đất luôn. Nói chứ mẹ con sống với nhau hiểu nhau lắm. Anh Nguyễn Linh với lại cô Lê Lập biết không? Thời gian mà mình bị tai nạn, bị té, bị gãy chân á, dâu mình bậc tâm cấp cao lắm á, mà nó ẩm mình từ dưới lên tới trên luôn á, không cho mình đi bộ, tại đi đâu có được, tại cái giò mình đau mà. Dạ. Bởi vì mình với dâu mình nhiều kỷ niệm dữ lắm. Bắt đầu vô mùa dịch á, dâu làm khoa sản mà, thì nó tiếp xúc gần cái chỗ để cách ly đó. Thì trước khi mà dâu sẵn sàng đi làm, cái gì cũng để sẵn hết. Trước khi đi làm nó vậy: mẹ ơi, mùa dịch này không trừ ai hết, nếu ai gặp thì phải chịu thôi, nhưng mà con đi làm trong đó cũng không biết là như thế nào, nên cái gì con cũng để sẵn hờ đó hết. Trường hợp con có gì thì mẹ ở nhà để lo hai đứa nhỏ giùm. Nó nói tới đâu là tôi khóc tới đó, nói tới nào tôi khóc tới đó. Tôi thương con dữ lắm, nói thiệt á, tới giờ hả nói ra tôi cũng muốn khóc. Tại vì nghề nghiệp của mình đâu có xin nghỉ được, phải ráng làm, bệnh nó đâu có trừ được ai đâu. Nếu qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta mới thương những người tuyến đầu chống dịch đó. Dạ. Người ta vẫn đang sống trong cái gọi là sống chung với bão đó. Phải nói là con dâu cũng thương mẹ, trước khi mà đi cũng dặn dò đủ thứ đó ha. Em á, em thấy mẹ như mẹ ruột vậy đó, có gì cũng nói cho mẹ nghe hết à. Tới cái chuyện mà y như đấy, phụ nữ mà tới tháng mà em á thì hơn á, không có đúng ngày, đang trong nhà bụng tắm cũng kêu mẹ ơi, mẹ cũng đi mua cho. Mà mẹ ra ngoài tiệm á, tiệm tàu quá, cái người ta Linh, ngay em cũng còn nữa hả? Không có, tôi mua cho con dâu tôi. Trời ơi, thương hết sức luôn hả? Dạ, thấy mẹ thương lắm. Những cái điều rất nhỏ, nhỏ đến mức mà không thể ai nói được mà vẫn lo cho nhau như thế, để cảm nhận cái tình yêu giữa mẹ chồng nàng dâu nó lớn cỡ nào đi. Nhưng vấn đề giữa vợ chồng có bao giờ làm ảnh hưởng đến mẹ không? Dạ có một lần duy nhất á, chồng con á qua nhà hàng xóm nhậu, cái con kêu về, cái không về, cái đuổi con đi về dưới, cái con đi luôn. Định đi đâu? Đi về dưới nhà. Tức là chồng đuổi đúng không? Dạ. Cái mẹ giận, lý do là mình tự ý mình đi mà mình không nói mẹ. Nếu mà nói mẹ thì mẹ sẽ dễ gì mẹ cho đi. Dạ, mẹ sẽ gài anh mà không có nói. Ừ. Tự đi mẹ giận quá trời luôn, có xin lỗi mẹ. Đúng á, con cũng có lỗi, bởi vì đúng là nếu mà chồng đuổi mình ở nhà mẹ mà. Lần đó về hả, rầy dữ lắm. Dạ. Rầy nói mai mốt con định dạ vậy, nếu trường hợp con giận chồng cứ nói với mẹ, chứ con đừng đi vậy. Nói chứ nếu trong nhà mình hiểu nhau không có gì, nhưng mà người ngoài người ta thể đánh giá gia đình mình. Dạ. Đó. Rồi từ đó tới giờ nó còn gì nữa không? Ảnh mà hay ăn hiếp con á là con mét mẹ. Là mẹ xử ảnh. Thấy chắc mẹ binh con dâu nhiều hơn con trai không mẹ? Đúng rồi, tại vì mình coi như là con gái của mình rồi. Dạ. Binh dâu làm trai nhiều lắm. La rồi dặn cũng đi chứ đâu dám nói về mình, tại mình là mẹ mà. Đúng rồi. Này được mà đúng không? Đâu dám nói gì đâu. Dạ. Cái này cũng là cái hay nè. Có những mẹ chồng là biết rằng dâu sai nhưng không la con dâu.
giả bộ la chồng. Từ điều đó con dâu mới thấy trách nhiệm của mình đó. Ủa sao mình sai mà mẹ không la mình, từ đó thương yêu nhau và mình không lầm lỗi nữa. Tuổi thân thương con dâu, cứ dâu về không đầy đủ như người ta. Nhưng mà nó vẫn thương con mình, nó chấp nhận về làm dâu cho mình. Từ ngày chỗ đó mình thương dâu mình rất nhiều. Nên lúc nào cũng vậy, không có muốn làm dâu buồn. Con dâu cũng là một cô gái rất là tình cảm. Như có người mắt ướt ướt á, họ rất là tình cảm. Họ sống rất là chung thủy. Và lo cho mọi người trước khi lo cho bản thân của mình. Đúng rồi. Mắt chú cũng ướt lắm. Đó cho vui, chứ thật sự đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu rất là tuyệt vời đó. Hôm nay thì chồng của con có gửi bức thư để mình cùng đọc cho chương trình nghe nha. Kính chào chú Quyền Linh, bạn Lê Lộc và ban tổ chức chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Quỳnh Khắc Vũ. Đến với chương trình hôm nay, con rất vui, con mong muốn giữa vợ và mẹ con sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ những chuyện thường ngày và quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn, để sống chung nhà hòa thuận với nhau, cho mẹ bớt buồn với những cái buồn phiền riêng tư mà mẹ phải gánh chịu. Mẹ thì lo cho hai đứa con của con thì mở mắt ra là đi làm suốt tới 22 giờ mới về tới nhà. Vì miếng cơm manh áo, con phải ráng bươn chải. Trong tâm tư của con lúc nào cũng lo lắng giữa mẹ và vợ có hiểu nhau hay không. Có những lúc được về sớm, nhìn thấy mẹ xem phim rồi bình luận với vợ cũng làm con vui theo. Con cũng mong muốn giữa vợ và mẹ thường xuyên chia sẻ để hiểu nhau hơn, để gia đình mình á, giữa này chồng nàng dâu yên vui và hạnh phúc. Cuối thư, con chúc chú Quyền Linh, bạn Lê Lộc và ban tổ chức chương trình sức khỏe, may mắn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Con xin chào mẹ và chào vợ. Khắc Vũ. Nghe chồng viết thư thì con thấy như sao? Thấy cảm động quá. Cảm động hả? Mẹ nói những lời yêu thương ngọt ngào chăm sóc con, rồi chồng nói lời yêu thương chăm sóc như thế là tuyệt vời rồi. Mặc dù trong cuộc sống nó vẫn còn những khốn khó, tình yêu thương nó sẽ lấp lại hết. Nó sẽ là động lực, cái niềm tin chúng ta có thể vượt qua những cái chặng đường khó khăn đó. Và chúng ta tin rằng một ngày mai tương lai sẽ tốt đẹp. Hả cô hả? Dạ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm luôn á. Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Dạ. Mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Dạ không. Vậy là hoàn hảo lắm rồi. Nhưng mà con sợ, con muốn mẹ con phải khỏe mạnh. Con giỏi việc nhà lắm, con không có làm được. Dạ. Tối ngày con chỉ đi làm thôi. Và ngủ rồi con không biết làm gì làm. Con chỉ lo việc công thôi hả? Dạ. Trời đã sắp đặt rồi, mỗi người một việc. Chúng ta cố gắng làm tốt cái việc mình là được rồi. Càng cố gắng tốt việc mình, tức là chúng ta lan giúp cho mình, giúp cho xã hội, cho gia đình rồi. Nhưng mình nhớ cũng đôi khi về phụ mẹ chút xíu. Có thể nấu nướng cho mẹ phụ một gì đó nha. Chúc cô với lại em mãi mãi hạnh phúc, gia đình bền vững như thế. Một kỷ niệm dành cho gia đình. Tôi cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, xin gửi tặng cô. Và còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ, xin gửi tặng chị và cô. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Chào cả nhà. Dạ, cảm ơn cô ạ. Gửi lời thăm Tây Ninh nha. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Thưa mẹ cũng thấy thương, tại có mẹ có hai đứa con trai nhưng mà hai đứa con thì không biết lo cho mẹ nhiều. Cảm ơn ông trời và cuộc đời đã cho cô được may mắn có được con dâu là coi như ngoan hiền hiếu thảo, thương mẹ lắm nhưng mà khi không có nói ra. Xin mời. Dạ, chào cô. Chào em. Dạ chào chị. Dạ mời cô ngồi. Dạ xin mời chị ngồi ạ. Chào chú Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ tất cả khán giả trường quay. Cô tên là Nguyễn Thị Huệ, 65 tuổi, đến từ quận 2. À cô Huệ 65 tuổi. Đây là dâu cô. Dạ em chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Dạ em 42 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 18 năm. Dạ. Chị tên gì? Dạ em Nguyễn Thị Hồng Vân. Dạ.
Em làm nghề gì mà cầm cái... Dạ em làm nghề may. Cái đây là những sản phẩm em may trong mùa Covid em tặng anh Quyền Linh. Dạ em cảm ơn chị. Trời ơi, qua wow. Hai ba cái con nghĩ là chú lấy cái này đi, tại vì cái này có cái nhỏ nè cho con chú được á. Ừ được thôi, chú lấy hết luôn cho. Mùa dịch chúng ta vẫn phải đề phòng, đi ra đường nhớ bịt khẩu trang. Dạ. Về nhớ rửa tay sạch sẽ, diệt khuẩn đạn vô nhà nha. Dạ. Và cảm ơn con nha. Ủa dạ nói chứ chú cháu em cảm ơn món quà của chị và cô. Dạ cô có thể chia sẻ những cái ngày đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên á thì anh trai trở về giới thiệu là bạn, mà cô nhìn sơ qua thì thấy con dâu cô á hiền mà ngoan mà rất là giản dị. Dạ. Ăn mặc cũng bình thường. Dạ. Không có hở hang rồi này kia, nhưng mà nhất là rất là lễ phép, đi đâu cũng thưa gửi, mà hiện tại bây giờ lớn vậy chứ cũng đi đâu cũng vẫn thưa gửi. Trời ơi giỏi quá nha. Còn chị thì sao nha? Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Dạ lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ có vẻ khuôn mặt hơi dữ thôi. Nhưng mà về làm dâu mẹ thì mẹ rất là dễ dãi với các con. Dạ. Hôm nay á là cô á mà đăng ký chương trình á là mẹ chồng nàng dâu với mục đích thứ nhất là được hân hạnh tiếp xúc trò chuyện với lại Quyền Linh với lại Lê Lộc. Dạ. Thứ hai nữa là cô được trải nghiệm trong cuộc sống để học hỏi thêm trong cái chương trình này, cô rất thích, mỗi tuần cô đều theo dõi hết. Dạ. Với lại thứ ba là xin lỗi mọi người nha, là cô cũng muốn khoe dâu cô. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con nghĩ là cô nàng dâu này có nhiều điều hay ho lắm phải không cô? Cái này hay nhất nè. Đó. Để muốn khoe con dâu với mọi người. Dạ. Chứng tỏ rằng mẹ chồng rất là yêu thương cô dâu luôn. 18 năm qua, gần 20 năm qua thì dâu mình làm dâu thế nào cô? Những cái tốt và những cái được chưa được tốt cô có thể chia sẻ. Cái mà chưa được tốt thì là cũng không có gì là to tát. Dạ. Đương nhiên là con người ai cũng phải có cái khuyết với cái ưu. Dạ. Nhưng mà cô thấy dâu cô thì cái ưu nhiều hơn. Dạ, ưu là ưu thế nào cô? Tại vì có những lúc á là cô bệnh. Dạ. Cô bị suy nhược cơ thể á, có khi cô không có đi tới đi lui được cái. Dạ. Tại cô chỉ ở trên lầu, cô điện thoại xuống nói nấu cho mẹ miếng cháo là nấu ngay, xong là bưng luôn sữa lên tới trên đưa hai tay cho mẹ. Rồi cũng có lúc thời gian á, mấy năm trước á, rồi cô cũng làm ăn mua bán vậy đó, rồi cô bị bệnh đó, rồi cái bị như là thâm thục giống liếng rồi đó, cái là cô than thở với dâu, cái dâu cái tự động dâu á đi vay tiền của bạn đưa cho cô làm vốn để cô tiếp tục cái việc làm ăn của cô. Nhưng mà sau đó cái cô gom góp lại cô trả cho con dâu cô, thì con dâu cô nói con trả rồi mẹ ơi, thôi mẹ cất đi thì khỏi trả. Trời. Thì tự nhiên cô cảm động. Trong như quá trình sống như vậy đó, mà dâu cô thì sáng mơi là đã đi làm rồi, nhưng mà dậy sớm lắm. Dậy sớm là lo cơm nước đồ hết đó. Rồi á dở cơm một phần đi theo để đi làm đặng ăn, còn lại để nhà. Chị ơi, hồi nào giờ là mình chỉ đi may thôi phải không chị? Dạ. Đi may mà mình có thể mà gom góp mà trả nợ được cho mẹ luôn. Rồi mình ăn xài sao chị? Không, những cái gì mình thấy cần thiết thì mình mới mua, còn không có mua sắm, lại quần áo là tự mình may rồi, nó dư ra được khoảng đó. Còn ăn uống thì mình mua những cái gì nói chung là tình tiện chút thì nó cũng có dư. Chị thấy là mình hợp với mẹ điều gì không? Hợp với mẹ nhiều khi thấy mẹ cũng thấy thương, tại có mẹ có hai đứa con trai nhưng mà hai đứa con thì không biết lo cho mẹ nhiều, nên mình cũng thương mẹ. Con trai ít lo cho mẹ, thành ra con dâu thấy thương lo nhiều hơn hả? Dạ. Có bao giờ mình cảm giác mình thấy có cái điều gì mẹ chồng làm mình buồn chưa? Dạ cũng có nhiều lắm, nhiều khi cũng buồn nhưng mà tại vì mình cũng thương nên mình vượt qua hết. Lúc đó chị có nói chuyện với mẹ, có tâm sự với mẹ không? Không, mình cũng ít tâm sự lắm, tại vì đi làm suốt à. Sáng mơi là đi làm tới tối mới về. Nhưng tại sao nói điều này em lại rơi nước mắt? Tại cũng thương mẹ lắm nhưng mà khi không có nói ra. Có điều gì ở mẹ mà khiến chị nhớ hoài không? Có một lần té xe thì hàng ngày mẹ chở đi phay băng.
có những cái bức xúc gì mà em chưa nói được với mẹ chồng không? Có bức xúc thì nhiều khi mẹ có cái mẹ hay ẩu thôi, như là làm hay đổ rồi ấy, mình phải đi theo mình dọn thì mình bức xúc cái đó thôi. Nói chung là mẹ cũng lớn tuổi rồi, làm không có được kỹ càng gọn gàng như của mình. Nhiều khi nói sẽ mẹ buồn nên thôi kệ, nó cứ giữ. Thấy chưa? Giữ rồi cái tự nhiên nó ấm ức trong lòng. Cô có biết rằng cô hay là làm đổ vỡ hay làm hư gì, con dâu phải đi theo? Có, cô biết, nhưng mà tại vì có lúc nhiều khi công việc của cô nhiều quá. Dạ. Cái cô lật đật, cô làm cô chưa kịp dẹp. Có khi cô nghĩ nó thôi để lát nữa rồi cô rảnh cô dẹp, thì dâu cô nó về tới là nó thấy. Về tới nhà là nó làm sạch sẽ hết à. Tức là 18 gần 20 năm qua con dâu cứ làm suốt. Có bao giờ mình tự nghĩ, ủa sao mình giống ô xin trong nhà quá không? Dạ có. Khó luôn hả? Thành ra cái ấm ức để trong lòng mình nói ra là... tự nhiên cái nước mắt nó rơi ha. Sao mình không chia sẻ điều đó với mẹ chồng sao? Mình không nói là tại sao không có ai làm phụ con hết. Đâu có ai. Giờ có đứa anh gái nó lớn nó cũng làm phụ. Còn chồng thì nói chung là anh hơi ghiền game nên anh không có phụ được gì hết á. Anh đi làm về là anh ngồi anh ôm cái điện thoại, cái máy tính, anh chơi game suốt à. Sao không nói với chồng? Nói mà có được. Ý là có nói nhưng mà chắc tại ghiền quá hay sao. Sao mẹ chồng không nói phụ? Có nói, có khuyên từ từ. Không có khuyên luôn. Như mẹ chăm sóc con rồi có đúng ý mình không? Dạ cũng... Cũng hông đúng không? Nói giờ biết hông rồi đúng không? Nhiều khi tụi nó chơi game với mình nói, cái mẹ cũng nói cho nó ngồi chơi chứ nó để nó làm cái gì. Trời, vậy là chắc cũng khó mà dạy cháu được lắm đúng không chị? Tại vì bây giờ có bà binh rồi, bà nói gì là mẹ cũng đâu dám, thí dụ mình đâu dám quýnh trước mặt bà đúng không chị? Nhiều khi cũng tìm cơ hội như kêu nó phụ này kia để cho nó bớt thời gian ra, mới kêu nó học bài, học đồ để có bớt thời gian ra đỡ chơi game. Có khi nào mà mình tức, mình bực của mình muốn bỏ đi luôn không? Có chứ. Có luôn á hả? Mấy lần định bỏ đi rồi? Dạ cũng nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng không nở. Tại vì con thì học ở đây, nhiều khi muốn về quận 9 ở với ba mẹ, nhưng mà vì tụi nó học ở đây nên nó cứ dán. Cô có đọc được những cái nỗi buồn, những cái ấm ức của cô con dâu trong lòng không? Cô biết. Tại sao hai mẹ con không lúc nào ngồi nói chuyện với nhau để rơi những giọt nước mắt thế này, để cái sự ấm ức nó vơi dần đi cô? Dâu cô là tự nhiên đi làm riết à. Chỉ có cái thí dụ nhiều khi chồng nó đi nhậu vẹt rồi đó, nó chỉ nhắn tin qua máy cô, ảnh đã đi nhậu rồi. Cô thì cô bên dâu lắm, tại vì dâu thì cũng như là con cô, con gái cô rồi. Nó ra cái cô gọi điện kêu con trai cô về liền, để sợ nó buồn á. Dạ. Chứ đâu để cho nó buồn thì cô cũng đâu có vui được đâu. Đúng cô rồi. Cũng buồn lắm mà cô cũng không có nói ra, tại vì rồi sợ nhiều khi con trai cô rồi nó cũng nói sao mà mẹ binh vợ con quá mà không binh con. Mà cô cũng nói luôn. Cô cũng nói luôn. Chị ơi, hồi nào vợ chị có cảm nhận được là mẹ chưa hiểu mình điều gì không? Dạ cũng có. Tại vì hằng ngày là đi làm về là mẹ đi lên trên phòng rồi. Dạ. Cái mình ở dưới là mình cứ dọn dẹp xong rồi mình may đồ. Nói chung là mình làm dâu thì mình làm trọn bổn phận của mình. Nhưng mà ở em có một sự chịu đựng rất là lớn. Sao mình không nói ra hết? Mình cũng làm tròn bổn phận làm mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu, làm tròn bổn phận làm vợ. Nhưng mà mình cũng phải nói ra những cái ấm ức của mình để cho mẹ chồng hiểu, để cho chồng hiểu chứ. Không, em nghĩ chắc qua chương trình này sẽ mẹ và chồng sẽ hiểu em hơn. Tức là qua chương trình mình mới dám nói. Dạ. Yeah. Hồi xưa giờ giấu kín trong lòng luôn. Hôm nay thì con gái của em, yeah, có con gái học lớp 8 á. Dạ. Yeah. Có một lá thư để tụi Linh sẽ đọc cho mọi người cùng nghe nha. Rồi xem con gái viết cho bà nội với mẹ gì đây. Gửi mẹ Vân thân yêu, con biết hôm nay mẹ đi tham dự chương trình rất là run và lo lắng. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ luôn theo dõi, ủng hộ mẹ từ xa. Từ khi con có thể nhận biết được vấn đề thì con mới biết được mẹ vất vả, cực nhọc thế nào. Nên con luôn mong mình sẽ trưởng thành hơn để gánh bớt vất vả giùm mẹ. Tuy bây giờ con không thể làm điều gì ra tiền được, nhưng thay vào đó con sẽ cố gắng học tập để có thể hoàn thành ước mơ của mình, cho mẹ một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Không phải nghe cha lớn tiếng mỗi khi nhậu về, không phải buồn mệt mỏi mà chả phải biết nói gì với ai nữa. Con mong mẹ sẽ được sống hạnh phúc bình yên. Con mong bà nội sẽ có nhiều sức khỏe
Bà nội, con muốn nói hãy thương mẹ con hơn và đừng làm mẹ con buồn. Nội nhé, yêu nội nhiều lắm. Chị có điều gì muốn nói không? Dạ, cũng cảm ơn qua chương trình này, cảm ơn con gái. Con gái luôn đồng hành với mẹ. Bà cũng nói gì với cháu không, nội? À, qua chương trình này á, là bà cũng rút ra kinh nghiệm để bà chăm lo á, là các cháu nhiều hơn, với lại nhắc nhở ba của cháu để cho hoàn thiện hơn, để cho gia đình ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Em muốn nói gì với chồng mình? Nhắn với chồng bớt chơi game, yêu thương vợ nhiều hơn, các con nhiều hơn. À, hôm nay á, là coi như là thì cô đã góp nhặt bao nhiêu năm nay rồi. Trước nhất á, là cô cũng cảm ơn ông trời và cuộc đời đã cho cô được may mắn có được con dâu là coi như ngoan hiền, hiếu thảo, đảm đang. Trước nhất á, là cô cũng khuyên dâu cô nên giữ gìn sức khỏe và đừng có suy nghĩ nghĩ ngợi nhiều. Coi như con cứ yên tâm đi, lúc nào cũng có mẹ. Mẹ sẽ sống tới 99 tuổi là không tới 100. Sát cánh bên con để cùng xây đắp hạnh phúc để chúng con được ngày càng tốt đẹp hơn. Với lại dạy dỗ con cái cho nó nên người. Với sẵn đây trên qua chương trình này, cô cũng khuyên con trai cô là coi như là bớt nóng tính, bớt nhậu, với lại bớt ghiền game đi để dành thời gian để mà chia sẻ công việc với vợ và cũng như là dạy dỗ con cái. Là với lại cô ao ước là con trai cô sẽ nhận thức qua cái chương trình này và thay đổi nhiều hơn. Em nghe mẹ chồng nói thế, em cảm nhận thế nào và muốn nói gì với mẹ chồng? Dạ, em cũng cảm ơn mẹ và cũng bầu chúc cho mẹ có nhiều sức khỏe để được sống chung với gia đình. Anh thấy thế này nè, giữa mẹ con không có gì mâu thuẫn hết, chỉ con cái là ít chia sẻ với nhau thôi, không có dành thời gian cho nhau. Sau có câu chuyện ngày hôm nay á, Quỳnh Linh nghĩ rằng cô nên cố gắng là nói chuyện với con dâu mình nhiều hơn, và con dâu cũng vậy, cứ lên về tới nhà làm việc gì rảnh lên mẹ chơi với mẹ chút xíu, ôm mẹ rồi tâm sự với mẹ một ngày qua con làm cái gì, rồi con đang buồn cái gì, con vui cái gì. Cái sự chia sẻ đó chắc chắn mẹ sẽ đón nhận hết. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều rồi. Về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hai mẹ con ôm nhau chặt thế nào? Có bao giờ ôm nhau thế này không? Không có đúng không? Thấy chưa, ôm nữa. Nè, theo Linh á, giữa mẹ chồng nàng dâu cần phải có những cái ôm nồng nhiệt như thế, để chúng ta xóa đi mọi muộn phiền, xóa đi mọi ranh giới. Và cái ôm đó nó sẽ gắn kết tình mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn nha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và bình an. Dạ, con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Care For, sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình và chúc cô nhiều sức khỏe. Cô cũng thay mặt gia đình cảm ơn Nguyễn Linh với Lê Lộc đã giúp cho cô được trò chuyện rất là thú vị và vui vẻ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Xin cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio đã đồng hành cùng chương trình. Và đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.